Nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho quý nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Thì mới vừa đây trên trang fanpage của nhà hàng Buddha Chai của cô ca sĩ cũng đã đăng tải một cái dòng trạng thái như thế này: thứ hai là ngày 6 tháng 6 của năm 2022, từ 11 giờ cho đến 14 giờ thì sẽ tổ chức buffet chay free, là miễn phí cho tất cả quý cô chú anh chị em có thể là đến. Và hồi hôm bữa đó, tại vì quý nhà thông báo hơi bị trễ cho nên rằng là quý cô chú anh chị em cũng đã lên tiếng và nói rằng là nếu như mà mình biết sớm hơn á thì sẽ đến để có thể là tham dự, để có thể là thưởng thức những cái món ăn tại nhà hàng Buddha Chay của cô ca sĩ. Thì hiện tại bây giờ có một cái chương trình buffet free đó quý cô chú anh chị, nếu như ai đó mà ở gần thì chúng ta có thể là đến để có thể là thưởng thức những cái món ăn chay tốt cho sức khỏe nhé. Và hiện tại bây giờ thì tất cả những người yêu mến cố ca sĩ đang rất là rạo rực và háo hức để chờ đến ngày mai là ngày 4 tháng 6 của năm 2022 vào lúc 7 giờ 30 phút sáng bên Việt Nam và là 5 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 6 giờ của Cali. Thì tất cả quý cô chú anh chị em nào đã đặt vé online thì chúng ta có thể là nhấp vào cái đường link mà phía bên ban tổ chức đã đưa cho quý cô chú anh chị em, để chúng ta có thể là test cái đường truyền online xem thử rằng là nó có ổn định hay là không trước khi diễn ra cái show diễn Mơ Ước của Nhung. Và trong cái quá trình mà để test cái đường truyền thì tất cả quý cô chú anh chị em sẽ được giao lưu cùng với lại cô Phương Loan, đó chính là cô bé Heo, là vợ của chú Chí Tài, cùng với lại chú Mạnh Quỳnh đó quý cô chú anh chị. Thì mình nghĩ được rằng là đây là một trong những cái điều mà phía bên ban tổ chức của chương trình rất là chuyên nghiệp để có thể tạo ra một cái show diễn online thành công tốt đẹp nhất cho quý cô chú anh chị em có thể là xem rõ và nét nhất trong cái show diễn Mơ Ước của Nhung của cố ca sĩ nhé. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong cái show diễn Mơ Ước của Nhung sẽ có sự xuất hiện của chị Wendy Phạm, là con gái ruột của cố ca sĩ, sẽ đứng trên sân khấu để có thể là biểu diễn những cái ca khúc mà cố ca sĩ thường rất là thích. Và cô ấy mong chờ và cái ước mơ đầu tiên đó chính là được nhìn thấy con gái ruột của mình đứng trên sân khấu và hát đó quý cô chú anh chị, đã trở thành hiện thực rồi. Và mình chỉ mong rằng là chị Wendy sẽ cố gắng để có thể là vững và tự tin hơn đứng trên sân khấu để có thể là biểu diễn phục vụ cho tất cả quý cô chú anh chị em, thay cho những cái điều ước của người mẹ quá cố của mình nhé. Và quý cô chú anh chị em biết không, vừa qua thì mình nghe cái thông tin đó rất là vui. Trong cái ngày 2 tháng 6 vừa qua đó thì có cái show diễn của anh Cờ mà mình đã nói rồi. Anh Cờ là anh được bắt ba kẹp, kẹp để có được cái gương mặt của anh ta trong cái show diễn ngày 2 tháng 6, nhưng mà phía bên của anh ta vẫn không có tin. Thì như thế này nha. Thứ nhất á, là quý cô chú anh chị em biết không, may quá là trong cái show diễn đêm ngày hôm qua đã có sự xuất hiện của một ngôi sao ca nhạc rất là đình đám của giới trẻ, đó chính là anh Lâm Trung Huy. Và mình tin chắc rằng là nếu như mà không có sự xuất hiện của anh và các ca nghệ sĩ khác á thì sẽ không bao giờ mà vớt vát được cho cái chương trình tối đêm ngày 2 tháng 6 cả. Và tất nhiên rằng là một mình anh Cờ thì làm sao mà hô mưa gọi gió được. Ta nói lác đác, FC đi được chắc mấy chục người, chưa đến 100 người đâu quý cô chú anh chị. Hồi hôm qua thì mình tưởng đâu là 200 người cơ, nhưng mà quân đi quẩn lại thì chắc hơn tầm 2 bàn đông, có nghĩa rằng là được mấy chục người, chưa được 100 người luôn. Mà nói thật sự á, mình không biết chuyên nghiệp cái kiểu gì. Ví dụ như là những người mà yêu mến hâm mộ một cái idol gì đó, người ta tặng bông tặng hoa, thì thay vì là mình tặng bông tặng hoa xong rồi mình để cho idol của mình cầm đi, hoặc là idol của mình muốn làm gì đó thì làm đi, mà ta nói quanh đi quẩn lại có 2-3 bó bông, mà hết người này đến người kia thay phiên luân phiên nhau để lên tặng bông. Mình không hiểu được rằng là đống hề ở đây để làm gì ta. Mình diễn tuồng ở đây á thì chỉ qua rằng là để cho tất cả các ca nghệ sĩ khác, những người mà kỳ cựu trong giới showbiz, người ta nhìn mình với cái ánh mắt nạ lạ thường thôi. Người ta sẽ nhìn, người ta sẽ châm biếm, người ta sẽ nghĩ rằng là
trời ơi diễn lúa quá, có thì tặng không có thì thôi đi. Bày đặt có hai ba bó bông hà mà hết người này đến người kia lên tặng, làm y như là hề ở trên sân khấu vậy đó. Mình đã nói rồi, đừng có nên đi bắt chước chú Mạnh Quỳnh hoặc là cố ca sĩ, bởi vì họ là những cái người được gọi rằng là ngôi sao hạng A, đã đứng trên sân khấu mấy mươi năm vừa qua rồi. Cho nên rằng là bông hoa, những cái món quà mà tất cả quý cô chú anh chị em mà tặng á, thì ta nói là hàng lớp như vậy nè. Vừa qua đó, trong cái show diễn Nhớ Nhung đó, thì các con của cố ca sĩ nè, chú Mạnh Quỳnh nè, được tặng bông tặng hoa, mà đó là những cái điều mà được gọi là thiết thực nhất, mà nó hiện hữu nhất đó. Cho nên rằng là mình có đừng có ai vua, tại vì cái level của anh cờ thì chưa thể nào mà đạt được giống như là chú Mạnh Quỳnh hoặc là cố ca sĩ được đâu. Nó còn lâu và còn khuya lắm, thấy không? Mà nói thật sự trong cái show diễn đêm ngày đó thì bác Ba là cái người ê chề nhất, tưởng chừng như là những người mà kỳ cựu bên phía của anh cờ, nhất là chị Ngọc Le Le, ta nói nhận tiền thì cả núi gì đó. Mà những cái bó bông bó hoa để có thể là gửi tặng cho bác Ba hoặc là gửi tặng cho anh cờ, nó không thể có thật, nó toàn là ảo không hà. Tặng xong rồi lấy lộn ngược lại, tặng xong rồi lấy lộn ngược lại, chung quy tóm lại thì mỗi người được một bó đó, còn lại là diễn tuồng không à. Mà diễn như vậy thì chỉ để là bắt ba bắt e chè thôi, chứ để làm cái gì? Mình làm cái gì cho nó thiết thực, nó ý nghĩa? Cái coi bao nhiêu lâu nay mình sống giả hoài rồi, bây giờ mình chẳng lẽ đến cái phút cuối như thế này mà mình cũng sống giả hay là sao? Rồi đến cái chặng đường sau này của anh cờ thì nó như thế nào? Chỉ cần những cái câu chuyện mà được gọi là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ là một trong những cái vấn đề để cho rất là nhiều ca nghệ sĩ, những cái người kỳ cựu, những cái người được gọi là cội nguồn của giới showbiz á, người ta sẽ nhìn với cái ánh mắt lạ thường, người ta sẽ xem, các ông bồ show khác người ta cũng sẽ xem. Cho nên rằng là mình đừng có hô quá, hiểu không? Ví dụ như á, mình hô hời mình nói rằng là cái show diễn của anh cờ một lần á là tặng 200 triệu đồng. Thì bây giờ á, tại Lý Sơn á, không biết anh cờ nên có show diễn nó được bao nhiêu tiền, 10 triệu không? 20 triệu là hết đáp đúng không ạ? À? Làm gì có cái điệp khúc mà được gọi rằng là cả 100 triệu, 200 triệu. Nói thật sự nếu mà anh cờ mà 200 triệu á, thì đương nhiên rằng là anh Lâm Trung Huy chắc cũng 500 triệu quá à. Rồi bác Ba sao mọi người chắc cũng 400-500 triệu nữa à. Tiền ở đâu người ta trả? Cho nên rằng là mình đừng có hô, mình càng hô thì người ta càng thấy lố, người ta không thấy có một cái chút gì được gọi là chân thực ở trong cái câu chuyện của anh cờ cả. Và tất nhiên những cái điều đó nó sẽ để lại một cái vết tì cho anh cờ. Tại vì từ nay trở về sau các ông bộ show khác, những người đó người ta sẽ nhìn anh cờ với cái ánh mắt lạ thường. Người ta sẽ nghĩ rằng là hô với nổ quá. Nhiều lúc có anh cờ trong cái show diễn của mình, nó sẽ là một trong những cái vấn đề được gọi là bất cập. Và đúng thật sự luôn đó quý cô chú anh chị. May thay cho ngày 2 tháng 6 là những cái show diễn ở tại đảo Lý Sơn đã thành công tốt đẹp, bởi vì có sự góp mặt của rất là nhiều người fan mến mộ, của rất là nhiều các ca nghệ sĩ ở trong đó. Và cái phần mà được gọi rằng là chiếm một phần bé xíu ở trong đó, đó chính là những người mà được gọi là u mê xí mũi của anh cờ. Ví dụ như mình hô á, mà mình hô mà kiểu giống như là mình biết người biết ra thì nó còn đã đành. Còn đằng này cái chị Ngọc Le hô to lắm. Hô to là ngồi ở nhà hô thôi nha, chứ chị ta đâu có đi. Đó, quản lý trợ lý là một cái người chị mà được gọi là nuôi đồ kết nghĩa đồ này nọ các kiểu của anh cờ. Mà trong những cái show diễn của ta ít có khi nào có sự xuất hiện của chị này lắm. Ta nói những cái người mà người ta keyboard đó mọi người, những cái người mà người ta cà xỉn á, người ta hay suy nghĩ đến những cái vấn đề của họ đó, không có bao giờ mà người ta hy sinh tuyệt đối cho idol của họ đâu. Cho nên rằng là bản chất của sự việc này, nếu như không có tiền thì đảm bảo 100% chị Ngọc Le Le sẽ không bao giờ quan tâm đến anh cờ, và không bao giờ cần đếm xỉa đến anh cờ, và cũng không hề tham gia trong cái câu chuyện của cố ca sĩ đâu. Chị ta cũng coi anh cờ giống như là người dưng nước lã thôi. Bởi vì cái lẽ đó
có cái tình cảm gì được gọi là đặc biệt đâu mà phải cần tham gia quan hệ rồi này nọ các kiểu đối với anh cờ đâu, đúng không quý cô chú anh chị? Chung quy tóm lại là một cái con người vì tiền thì họ sẽ luôn nghĩ về những cái vấn đề được gọi là lợi nhuận của họ. Và chị Ngọc La La cũng không thể nào mà ngoại lệ. Đó là một trong những cái điều, cái lý do vì sao những cái điều khổ tâm của cố ca sĩ, những cái điều mà ấp ủ và cố ca sĩ đã từng khuyên dạy anh cờ rằng là những cái con người ở ngoài đời, người ta giúp con hay là người ta lên tiếng để người ta bảo vệ cho con, người ta cổ xí cho những cái sai của con không phải là những người tốt. Con hãy nên học hỏi những cái người mà đã cho con những cái lời khuyên chân thành và những người mà đã chê con thật lòng của họ, thì đó mới chính là những cái con người giúp cho con trưởng thành. Chứ nhưng mà cái anh cờ này á, tao nói cũng điêu dữ dội lắm. Tao nói một cái cặp đôi mà chị em được gọi là bài trùng nhất hiện tại bây giờ mà mình có thể là biết đến, đó chính là anh cờ và chị Ngọc La La. Đến ngay kể cả một cái người mà đã có kinh nghiệm sống hơn 50 năm vừa qua giống như cố ca sĩ mà phải đến chịu thua hai cái con người này, bởi vì vừa lạc lõng vừa điêu vừa giả trân, mà chưa kể rằng là đặt điều vu oan hết người này đến người nọ giống như cái cặp đôi chị em này. Ta nói cuộc đời, tương lai và sự nghiệp nó vẫn mãi mãi dậm chân tại đó, sẽ không bao giờ mà phát triển lên được. Cho nên rằng là bác ba cực chân đã, bác ba mới kịp anh cờ trong những cái show diễn của bác ba. Chú quý cô chú anh chị em biết không, nếu như bây giờ mà bác ba buông tay ra thì phía bên những người yêu mến hâm mộ của anh cờ có để cho bác ba yên không? Cho nên đã rất là nhiều lần bác ba cũng đã tâm sự với những đàn em của mình, những người đồng nghiệp thân thương của mình, rằng là bác ba ngán tới tận não luôn rồi đó. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo.